rồi. Hôm nay ngày 15 tháng 1, tôi là Nguyễn Thị Hồi, nhận được số tiền 800.000 đồng. Sau thì em sẽ là người ra đất tài trợ. Tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn. Hôm nay ngày 15 tháng giêng tháng một thì bà Châu Thị Niềm nhận được số tiền 500 của chị ảnh dân Hà Nội. Ảnh dân Hà Nội thì cái nhất thì tôi cảm ơn chị đã đức thì xin gia đình cảm ơn. Hôm nay là thân một tôi là thân một anh nhận được cô tiền từ anh thấy ở Hà Nội 500.000 đồng. Cảm ơn thì anh thấy ở Nha Trang là anh thấy huyện Hoa Đức. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2020, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Trần Đoài, tôi trao quà cho 3 trường hợp đặc biệt giáo hội Hóa Đức và các nhà hảo tâm, rồi các chị ảnh dân Hà Nội, Nha Trang đã tài trợ cho 3 gia đình để con cháu gia đình của đối tượng được ăn học. Tôi cũng xin cảm ơn Hội Hóa Đức và các nhà hảo tâm. Cảm ơn.